suy nghĩ ngắn hạn nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cơ sở kinh doanh của bạn như thế nào, nó làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của bạn như thế nào, thì trong cái video này mình sẽ phân tích cho quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Mình là Michael. Có rất là nhiều cái doanh nghiệp ở bên Úc này các bạn, khi họ muốn bán cái cơ sở kinh doanh của họ, họ gặp rắc rối. Họ gặp rắc rối tại vì họ không bán được với giá cao mà họ muốn bán với giá cao. Mà ngày xưa đó, ngày xưa họ không có bán. Tại vì các bạn biết sao không? Tất cả những cơ sở kinh doanh á, nó đều có cái hai phần trong đó. Mà có phần chìm á, họ không nói cho các bạn biết đâu. Bên ngoài không có biết đâu. Khi mà bạn vô bạn kinh doanh, bạn thực sự kinh doanh, là bạn sẽ hiểu được cái phần chìm đó là mình nói là phần gì. Mình chia sẻ với các bạn luôn. Ở trong những cái lớp học của mình á, mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Nhưng mà cái phần này mình không có chia sẻ nhiều. Mình chỉ nói cho các bạn hiểu thôi. Có nghĩa là cái phần tiền mặt đó các bạn. Có nghĩa là tiền mà vô trong sổ nhà băng á, để cho sở thuế nó kiểm tra đó, hay là bạn báo cáo thuế hay bạn khai thuế đó, thì cái tiền đó nó giống như là phần nổi trên tảng băng thôi các bạn. Phần nổi cho mọi người biết ok, doanh nghiệp của tôi có đóng thuế đàng hoàng. Nhưng mà cái phần chìm ở bên dưới, cái phần tiền mặt á, rất nhiều người có tiền mặt nhưng mà họ không có khai thuế các bạn. Các bạn đi một vòng tất cả các nhà hàng người Việt ở tất cả các nhà hàng người Việt, những cơ sở kinh doanh của người Việt ở vòng quanh Melbourne này, Sydney và mấy cái thành phố khác. Nếu mà tới chỗ người Việt, thường thường người ta nói là cash only. Cash người Việt hoặc là người Trung Quốc hoặc là những người dân khác, Ấn Độ cũng có nữa. Cash only. Cash only là tiền mặt các bạn. Khi mà có tiền mặt thì họ làm gì các bạn? Thì đó các bạn hỏi mấy người đó đó, thì họ sẽ nói cho các bạn biết tiền mặt họ làm cái gì. Khi họ có tiền mặt thì họ không phải đóng thuế đâu các bạn. Đó là lý do. Rồi sau một thời gian á, họ lớn tuổi rồi, những cái người kinh doanh đó họ lớn tuổi, hoặc là họ có việc họ phải đi những cái nước khác, họ không muốn kinh doanh nữa, hoặc là họ muốn bán cái cơ sở kinh doanh đó để họ làm những cái khác. Cái vấn đề ở đây á, là họ bán không được cái giá mà họ mong muốn. Lý do là sao các bạn? Tại vì họ có cái tầm nhìn ngắn hạn, suy nghĩ ngắn hạn, suy nghĩ là lợi trước mắt thôi các bạn. Thì họ làm kinh doanh vậy, nhưng mà có những người mình biết á, là họ chỉ có đóng thuế khoảng chừng 20% cái thu nhập của họ thôi, hoặc là 30% thôi, cái tiền thu á, cái income của họ vô á. Còn 70% kia là tiền mặt các bạn. Đó. Thì lý do vậy á, nhưng mà khi mà bạn muốn bán cái doanh nghiệp của bạn á, là bạn phải đưa giấy tờ cho người ta coi. Bạn đâu có thể nói tôi thu được tiền mặt bao nhiêu nè. Họ đâu có biết, làm sao họ tin được bạn được. Ở bên này giấy trắng mực đen các bạn. Ở Việt Nam thì mình cũng thấy là bây giờ càng ngày nó càng khó lên, và Việt Nam càng ngày nó, nhưng mà mình vẫn thấy là tiền mặt ở Việt Nam nó lưu hành rất là mạnh các bạn. Bởi vì lạm phát là lý do như vậy á. Các bạn có thử tưởng tượng này, mua một căn nhà 1 tỷ, 2 tỷ, 2 tỷ đi. Các bạn nói thôi ok, bây giờ tôi ghi trên giấy tờ 1 tỷ thôi để khỏi đóng thuế, hoặc là thuế thấp đó các bạn. Ở bên Úc không có làm kiểu đó được. Ở bên Úc lúc nào cũng phải là giấy tờ như thế nào là phải ghi trang vậy. Tại vì cái người mà gọi là cò đất các bạn, những cái người mà bán cò đất, người ta gọi là chuyên viên tư vấn bất động sản hoặc là môi giới bất động sản. Những người này bạn không thể nào nói họ ghi ít, hoặc là bạn đưa tiền mặt cho họ, không có chuyện đó đâu các bạn. Không thể nào có chuyện đó. Có đi chăng nữa đó thì không biết bạn nào dám làm không thì mình không biết. Thì đó. Như vậy á thì cái tầm nhìn của các bạn dài hạn á thì bạn sẽ biết được tương lai. Bạn không muốn làm nữa, ví dụ như bạn mở doanh nghiệp ra 3 năm, 5 năm sau bạn muốn bán doanh nghiệp, bạn đi làm cái khác, hoặc là bạn muốn bán cái doanh nghiệp đó đi để cho bạn được tự do thời gian, tự do tài chính, hay là bạn không cần phải quản lý doanh nghiệp đó, bạn cứ mở ra xong bạn bán. Có những cái loại mô hình đó các bạn, họ cứ mở doanh nghiệp ra, họ bán hết cái nhà hàng này tới nhà hàng kia, họ mở nhà hàng, họ mở quán trà sữa, họ mở này mở kia, xây lên cho đẹp rồi xong rồi trang trí cho đẹp rồi bắt đầu có income vô điều rồi bắt đầu bán các bạn. Nhưng họ không có nhiều tiền đóng tiền thuế. Có nghĩa là ví dụ như một năm họ thu nhập 1 triệu đô đi, thì họ phải đóng thuế trên 1 triệu đô. Đằng này họ chỉ lấy khoảng 200 ngàn ra họ đóng thuế thôi. Thì tới cái lúc mà họ bán doanh nghiệp á, mấy cái người mới người ta mua á, mấy cái người mà người ta muốn mua doanh nghiệp á, họ đâu có thấy trên giấy tờ chỉ có 200 ngàn à. Thì họ mua với giá thấp, rất là thấp các bạn. Còn nếu mà trong giấy tờ mà income vô 1 triệu thì người ta mua giá khác rồi các bạn. Đó. Nên các bạn nhớ, các bạn làm gì các bạn phải suy nghĩ cho dài hạn các bạn. Bạn suy nghĩ coi 5 năm hay 10 năm bạn muốn làm gì cái doanh nghiệp đó.
Nếu mà thật sự bạn muốn bán đi để bạn thoải mái thời gian mà không phải vận hành cái doanh nghiệp đó nữa, thì bạn nên đóng thuế cho nó đúng và hãy suy nghĩ một cách chính trực khi bạn làm kinh doanh. Bạn đừng có nên vì những cái lợi nhỏ trước mắt, bạn lấy chỗ này chút xíu tiền mặt, chỗ kia chút xíu tiền mặt. Nhưng mà cái kết thúc á, là khi mà bạn bán ra, cái tiền mà bạn bán ra nó không đủ, hoặc nó không có đủ cho các bạn. Có những người kinh doanh ở bên này các bạn, tiền mức lương tối thiểu của người Úc á, 18 đồng trở lên, tối thiểu nha các bạn. Họ trả cho nhân viên chỉ có mấy đồng thôi, 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng, có khi là trả thấp hơn nữa các bạn. Để làm gì? Để không có khai thuế đó các bạn. Thì mình nói ít thôi, các bạn hiểu nhiều, các bạn phải suy nghĩ đi. Họ trốn thuế như vậy để được cái gì? Thì các bạn biết nha, chứ mình không muốn nói nhiều ở đây. Có những vấn đề không có phải nào dễ mà nói trong cái public được các bạn. Thì đó, mọi người thấy cái vấn đề nó như vậy á, thì các bạn hãy biết mà hãy làm ăn kinh doanh, hay bạn làm bất động sản, bạn muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà bạn hãy làm một cách chính trực. Có sao bạn làm vậy đúng luật, đúng bài, đúng bản, thì nó sẽ không bị rắc rối cho bạn, và tối bạn ngủ ngon hơn. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn có đủ tự tin và làm ăn thì phải để cái sự chính trực nó đi lên hàng đầu. Bạn đóng thuế, càng đóng thuế càng nhiều thì càng giúp đất nước phát triển thôi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh Loạt Khởi Nghiệp, các bạn nhớ đăng ký và hãy chia sẻ, share cái video này trên Facebook và trên mạng xã hội cho nhiều người cùng coi, trên Zalo, để cho họ, anh chị em, bạn bè của các bạn để có thể nghe những cái bài nói chuyện của mình, để họ có thể làm ăn kinh doanh phát đạt hơn và thịnh vượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.